những ồn ào liên quan. Và trong một động thái để muốn xoa dịu dư luận vì lúc này gần như Phạm Anh Khoa đã đứng bên một chiến tuyến với số còn lại, thì chiều ngày hôm qua được sự giúp đỡ của vợ, nam rocker đã tổ chức một cuộc gặp gỡ báo chí chỉ trong vòng khoảng 10 phút và chủ yếu là người ta thấy hình ảnh một nam ca sĩ tiều tụy đi. Đồng thời anh gửi lời xin lỗi đến vợ con Phạm Lịch cũng như những người có liên quan đến vụ việc này. Và họ cũng mong là mình sẽ không nói về đề tài này. Trong suốt buổi họp báo, nam ca sĩ liên tục thở dài. Anh bất ngờ dành 2 phút để nói lý do tổ chức cuộc gặp báo chí. Theo đó, trong thời gian qua, chuyện cá nhân của Phạm Anh Khoa đã làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tối ngày 14 tháng 5, vợ anh đã phải đưa con gái về nhà ngoại để tránh những ảnh hưởng tiêu cực. Chắc chắn Khoa đã gây ra một loạt những sự hiểu lầm và ảnh hưởng nghiêm trọng đối với nhà My cũng như là MP. Chính thức ngày hôm nay con gửi lời xin lỗi đến với hai bạn và tất cả những đồng nghiệp nào đã nhận lấy những cái sự quấy rầy từ phía Khoa. Anh cũng gửi lời xin lỗi đến tổ chức Saga, những nhãn hàng đã bị ảnh hưởng bởi anh trong thời gian vừa qua. Đồng thời anh cũng gửi lời nhắn đến dư luận, mong dư luận chấp nhận lời xin lỗi và xin đừng làm phiền đến Phạm Lịch, Nga My và vợ con anh. Đối với những khán giả của Khoa cũng như những khán giả trung lập, những người mà chỉ đọc một vài bài báo, những thông tin cũng bằng nào đó, mong đợi mọi người hãy dừng những sự tấn công từ bàn phím đối với Phạm Lịch, Nga My cũng như MP. Khi nhắc đến vợ con, Phạm Anh Khoa bất ngờ bật khóc nghẹn ngào, không nói được lời và khẳng định mình sẽ chuộc lỗi bằng hành động chứ không phải lời nói. Phạm Anh Khoa nói rằng đã từng nghĩ mình không có lỗi gì hết và cố chấp để nhìn nhận những vấn đề của chính mình. Vì thế anh quyết định nói một lời cho toàn bộ sự việc vừa qua. Về đến nhà thì mới biết là con gái không ở nhà nữa. Mẹ cho con gái đi du lịch xa với ông bà để tránh có những ảnh hưởng bởi cái sự kiện này. Chỉ mong lúc này được gặp lại con gái, ôm nó và xin nó một lời xin lỗi và một nợ nữa. Con xin lỗi vợ. Em có lẽ cũng chịu rất nhiều áp lực trong cái việc này. Có lẽ là anh phải là người đối diện với nó, giống như cách anh vẫn hay đối diện. Đó là sai lầm trong việc đặt cái tôi nghệ sĩ của mình quá cao so với vị trí của một người làm chồng và một người làm cha. Và nhất là hoàn cảnh của hai đứa con khi đến trường đối diện với những lời đồn như thế nào. Mình sẽ không lặp lại những sai lầm và gây ra bất kỳ một tổn hại nào đối với các bạn nữ. Sau những lời xin lỗi, Phạm Anh Khoa xin rút lại phát ngôn gây hiểu lầm. Vốn mong cũng là một cách chào hỏi trong showbiz. Cựu người mẫu Thùy Trang, vợ anh Khoa cũng có mặt cùng chồng trong buổi gặp gỡ. Trong lúc chồng nói lời xin lỗi, chị Trang đứng lặng một góc, cúi mặt xuống, mắt rừng rừng.